Đây là cái bản chích ré hay còn gọi là quốc biển, quốc móc, quốc đen. Tiếng này đánh lưới di cư 2020, chim đánh rất là ăn chim nha anh em. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để gặp được một tư vấn thêm một số kinh nghiệm, với lại cung cấp bán cho anh em cái file gốc, file chuẩn. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.